Hello, yes, thầy chào em. Vậy thì mình lại tiếp tục một cái video tiếp theo nha. Thì trong cái video này thì tiếp tục giải được câu số 6. Thì câu số 6 vẫn đang nói về thể tích của lăng trụ đứng, khối lăng trụ đứng. Thì lăng trụ đứng thì thầy nhắc lại này, đó là các cạnh bên song song bằng nhau và cùng vuông góc hai đáy. Thể tích lăng trụ công thức tính làm sao? Thì mình nhớ là bằng diện tích đáy nhân với đều cao, S đáy nhân với H, được chưa? Bắt đầu câu 6 nha, bắt đầu câu 6. Rồi. Câu 6 nào, câu 6. Đọc đề bài. Cho có lăng trụ đứng này. Đấy là tam giác vuông tại A. Rồi, thông tin đây, vuông tại A này. Góc giữa này bằng 30 độ. Ok. Rồi, bắt đầu nha. Vẽ hình. Rồi, thì thầy sẽ vẽ cái hình đây. Em vẽ hình chấm thầy đi. Thì vẽ hình chưa được chuẩn lắm, thông cảm nha. Thì cái này là thầy thiên về trắc nghiệm, làm cho lẹ cho nhanh. Thầy không có chú trọng hình vẽ. Rồi. A, B và C. Ok chưa? Cái tam giác ABC là vuông tại A. Này. Tam giác ABC là vuông tại A. Vuông tại A. Có AC sẽ bằng A. Góc ACB, góc AC góc này này, góc này này. Đó, bằng 60 độ. Bằng 60 độ các bạn nha, bằng 60 độ. Được chưa? Vậy thì bây giờ bắt đầu mình xử lý từng bí một này, đầu tiên đặt đặt vấn đề. Cái thể tích của khối lăng trụ này thì bây giờ nhiệm vụ mình phải đi tìm hai thứ là H và S đáy. Thì trong bài này cái H thì mình có thể mình chọn là A phẩy hay là B phẩy cũng được tùy. Còn đáy của mình chọn cái đáy dưới là diện tích của cái tam giác ABC. Được chưa? Và bắt đầu em sẽ đi tính hai đó cho thầy. Là con sẽ đi tính hai đó cho thầy ha. Đầu tiên con tính cho thầy cái diện tích của tam giác ABC, diện tích của tam giác ABC làm sao mình tính. Rồi, thì cái tam giác này là tam giác vuông tại A, có một cạnh góc vuông có một góc. Vậy thì bắt buộc bây giờ diện tích tam giác vuông á, vuông tại A là bằng 1 phần 2 AB nhân AC, và đây, bây giờ phải đi tìm AB. Muốn như vậy mình sẽ dùng như này, có góc này 60 độ. Vậy thì mình sẽ dùng tan 60 độ. Tan 60 độ sẽ bằng đối chia kề. Đối là AB. Được chưa? Chia kề là chia đấy. Chia kề là chia AC. Đó, chia kề là chia AC. Đó, đối chia kề. Vậy từ đó mình suy được ngay là AB của mình, em lấy AC này, AC là bằng A này, nhân chéo lên nhân với tan 60 độ là bằng căn 3. Vậy đây chính là bằng A căn 3. Được chưa? Vậy từ đó mình suy ngay là diện tích của cái tam giác ABC thì sẽ bằng 1 phần 2 là AB rồi nhân với AC. Và cái này sẽ bằng cái gì? AB thì mình thay bằng A căn 3, còn AC mình thay bằng A. Vậy cái này chính là bằng A bình. Rồi căn 3 trên mấy đây? Chia 2. Là mình xong được cái phần diện tích kem ha. Được chưa? Và bây giờ cái câu chuyện tiếp theo á, câu chuyện tiếp theo là con phải tính được cái chiều cao, tính được cái chiều cao. Mà muốn tính được chiều cao con xử lý cái thông tin này, cái góc giữa đường BC phẩy với cái mặt phẳng AA phẩy C bằng 30 độ. Đây, nhìn mặt này ha. Góc giữa đường BC phẩy đây thì nối BC phẩy lại đây. Này. Này BC phẩy. Được chưa? Với cái mặt phẳng là A phẩy C, A phẩy C, đây cái mặt này này, đây thì nối mặt A phẩy C này, đó thì nối cho thành màu khác, con dễ nhìn này, đó được chưa? Đó cái mặt này A phẩy C. Vậy thì con phải lưu ý thành như vậy này, cái mặt phẳng A phẩy C chẳng qua cũng chính là cái mặt nào đây? A phẩy C phẩy C. Chính là như vậy. Thì đây là câu chuyện góc các đường mặt. Thì tụi con lại phải vẽ cái hình phương pháp ra. Con vẽ cái hình phương pháp đang xử lý thôi. Được chưa? Rồi. Con vẽ hình phương pháp đang xử lý.
Ok chưa? Vậy thì cái góc này đây. Đây, góc này đây. Rồi, cái góc này đây này. Cái góc này là cái mặt phẳng. Cái mặt phẳng của mình ha, thì cũng chính là cái mặt A, A phẩy, C phẩy C. Cái đường của mình là đường BC phẩy. Thì để tìm góc đường mặt thì bước thứ nhất là tìm điểm chung. Thì trong mặt điểm chung của BC phẩy với cái mặt phẳng này là điểm nào? Thì mình phải trả lời ngay cho thầy. Đó chính là điểm này, điểm C phẩy. Điểm C phẩy nha, điểm C phẩy. Vậy thì một tí nữa góc sẽ nằm ở C phẩy. Vậy các bạn hình dung các bạn xóa C phẩy đi. Vậy mình còn lại cái điểm B ở đây. Cái điểm B ở đây. Hiểu chưa? Bây giờ cái đường nào? Cái đường nào hạ từ B mà vuông góc mặt phẳng này? Đường nào hạ từ B mà vuông góc với cái mặt phẳng là A, A phẩy, C phẩy, C. Đó, đây là một cái mình cần nói. Thì cái bài này nếu bạn nào tinh ý thì mình đọc thế ngay. La lớn lên. Đường nào vậy? Cái đường nào kẻ từ B mà vuông góc với A, A phẩy, C phẩy, C. Thì em thấy ngay. Nó chính là đường thẳng BA. Nó chính là đường thẳng BA. Why? Why? Tại sao như vậy? Tại vì này, mình có BA vuông AC. Mình có BA vuông góc A phẩy. Mình có được hai đường chưa? Nhắc lại, BA vuông AC, BA vuông A phẩy. Lập tức suy nghĩ là BA vuông góc mặt phẳng nào? A, A phẩy, C phẩy, C. Ok chưa? Nó vậy thôi. Đó. Vậy ha. Rồi. Vậy thì bây giờ vậy thì sẽ bắt đầu. Rồi. Vậy thì mới sẽ bắt đầu đấy. Rồi. Vậy thì đây chính là BA. Vậy con nối AC là? Nối AC là? Và góc cần tìm của mình thì chính là góc này. BC phải A. Vậy BC phải A. Vậy trên cái hình vẽ thì nối hình con coi luôn này. BC phải A. Được chưa? Đây. BC phải A nối lại đây. Đó. Ok nha. Góc này nè. Đó, nút thắt được mở. Và lưu ý cái tam giác. Cái tam giác BAC phẩy, BAC phẩy. Tam giác này sẽ vuông nó đây, vuông tại A. Vuông tại A. Được chưa? Rồi. Bây giờ sau khi thì phân tích xong rồi là câu chuyện là tính toán, tính toán nha. Tính toán. Rồi, sẽ bắt đầu. Thằng này sẽ bằng A, bằng A thôi nha. Ok. Thì con để ý nè, bây giờ mình xếp tam giác A, B, C phẩy vuông tại A. Mình có thằng AB này chưa? AB này có rồi nè. AB có rồi, mới tính ở trên á, AB của mình này thì chính là bằng A căn 3. Này A căn 3. Vậy thì mình sẽ dùng tan, cái này là tan 30 độ. Góc này là 30 độ nghĩa là mình có như vậy. Góc AC phẩy B cái này sẽ bằng 30 độ. Lập tức các bạn sử dụng là tan 30 độ thì sẽ bằng là đối là AB. Nhìn trên hình vẽ đó. Chia bằng AB rồi chia AB rồi chia cho A chia kề chia cho AC phẩy. AC phẩy. Được chưa? Vậy từ đó em suy được ngay là AC phẩy của mình sẽ bằng gì? Là con lấy AB con chia cho tan 30 độ. Rồi con thế số rồi. AB thì thay bằng A căn 3. Tan 30 độ là bằng căn 3 trên 3. Được chưa? Vậy từ đó mình suy được ngay là AC phẩy thì chính là bằng bằng 3 đấy, bằng 3A. Tức là AC phẩy chứ bằng 3A. Thì lúc này làm sao tìm A phẩy? Thì con lại phải đưa vào tam giác vuông để ý nó lên nè. Con để ý cái tam giác A, C phẩy A, vuông tại A phẩy. Có thằng A này bằng A chưa? Thằng thằng A phẩy C phẩy cũng sẽ bằng thằng AC, bằng A. Vậy thằng có đường chéo rồi. Vậy lập tức mình có ngay. Đây. Rồi. Thầy sẽ trình bày thêm phụ con khúc này ha. Đây. Đó. Được chưa? Đó. Tính toán là xong rồi. Mình để ý một tí thôi này. Vậy thì bây giờ mình có ngay là AA phẩy bình phương là sẽ bằng là AC bình phương trừ đi bằng AC phẩy bình phương rồi trừ đi A phẩy C phẩy bình phương. Nhắc lại, xét tam giác A, A phẩy C phẩy vuông tại A phẩy có AC phẩy bình AC phẩy tính rồi nè. Có được A phẩy C phẩy rồi sử dụng Pythagore là A phẩy bình phương bằng AC phẩy bình phương trừ đi A phẩy C phẩy bình phương. Con thế số luôn. Rồi, vậy là thằng AC phẩy này
thằng A sẽ phải có là này, là bằng 3A, đây là bằng 9A bình. Trừ đi, A phải sẽ phải là trừ đi A bình. Vậy cái này chính là bằng 8A bình. Vậy từ đó, Tuân chốt được ngay là cái này chính là bằng 2 căn 2A. Vậy thì con suy ngay thể tích V sẽ bằng cái gì? Đường cao là bằng A phải là bằng 2 căn 2A. Diện tích đáy là bằng A bình căn 3 trên 2. Được chưa? Và đáp số chính là A mũ 3. Này, A mũ 3. 22 này mất. Rồi căn mấy đây? Căn 6. Và các bạn chốt đáp án chính là phương án A. Được chưa? Đó, một câu khá thú vị các bạn nha. Không phải quá khó đâu. Mức số 2 thôi. Nhưng nó hội tụ rất nhiều thứ. Con phải hiểu kỹ năng về góc. Con làm được. Được chưa? Đó. Ok nha. Được chưa? Nhất trí thầy bài này chưa? Còn thắc mắc gì thì comment phía dưới hỏi thầy. Để sẽ hỗ trợ. Được chưa? Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục qua câu kế tiếp. Rồi, bây giờ mình sẽ qua cái câu qua câu số 7. Đây, mình qua câu số 7. Câu số 7 các em nha, câu số 7. Rồi, nó đọc đề bài làm câu số 7 giúp thầy. Được chưa? Câu số 7. Rồi, con đọc cái đề đi. Con đọc đề làm câu số 7 giúp thầy nha. Rồi, câu số 7. Một câu khá thú vị đó. Đọc kỹ đề bài. Đọc kỹ cái đề. Đây, câu số 7. Cho hình lăng trụ đứng. Nè, đọc đề con lọc thông tin này. Đứng này. Đáy là tam giác vuông cân tại B. Đây. Góc giữa A phẩy C bằng phẳng này bằng 30 độ. Những từ khóa của cái đề này. Tìm thể tích của lăng trụ này. Thể tích đây. Ok chưa? Là khi con đọc cái đề con phải xác định những từ khóa chính để con làm vẽ hình như đúng. Được rồi. Bắt đầu em ha. Để thầy vẽ cái hình. Thì vẽ lăng trụ đứng rất nhanh các bạn nha. Đây chính là A phẩy. Đây chính là B phẩy. Đây chính là C đây. C phẩy. Thấy chưa? Thế là C phẩy. Đây chính là A, là B, là C. Cái tam giác ABC là vuông cân tại B. Vuông cân tại B. Có BA là bằng A. Tất nhiên là BC sẽ bằng A luôn. Rồi, vậy thì bây giờ là định hướng đã. Thể tích của lăng trụ là xác định H cái diện tích đáy. H trong bài này mình có thể chọn là A phẩy. A phẩy ha. Đáy chính là diện tích của tam giác ABC. Ok chưa? Đó, bây giờ mình sẽ đi tính toán thôi. Bây giờ mình sẽ đi tính cái chiều, tính diện tích đáy trước. Cái diện tích của cái tam giác ABC thì do tam giác này vuông cân tại B bằng 1 phần 2 tích hai cạnh góc vuông là BA nhân BC. Mà BA cũng bằng BC, đây chính là A bình chia mấy đây? Chia 2. Được chưa? Rất nhanh nha, rất nhanh. Nhanh gọn lẹ. Rồi, bây giờ tính cái chiều cao H. Làm sao tính? Làm sao tính cái chiều cao H? Thì mình có ngay góc giữa A phẩy C. Đây, phải sử dụng góc A phẩy C này. Góc giữa A phẩy C là góc nào? Đây, để sẽ nối A phẩy C lại. Rồi thì các em nhìn cái đường màu hồng hồng đó, góc giữa A phẩy C nha, với mặt phẳng đáy là ABC. Đây mặt phẳng đáy. Thì bước 1 tìm góc là tìm điểm chung thôi, thầy làm được điểm C. Là góc sẽ nằm ở C. Cái điểm A phải chiếu xuống là điểm A. Để chưa nối AC lại. Vậy góc của mình chính là góc này. Ok chưa? Vậy là lúc này từ cái thông tin là A góc giữa A phẩy C và mặt phẳng ABC 30 độ, mình có một cái kết quả là góc giữa A phẩy CA. Đây, A phẩy CA. Thì góc này sẽ bằng bao nhiêu đây? 30 độ. Góc này sẽ bằng 30 độ. Được chưa?
Vậy thì bây giờ mình tìm A phẩy, thì con để ý này này. Con đưa vào tam giác vuông là A phẩy AC. Nhưng bây giờ mình phải tìm AC trước. Làm sao tìm AC? Thì thầy ơi dễ, dùng Pythagore. Xét tam giác ABC là vuông tại B, thì AC là cạnh huyền là AC bình sẽ bằng là BA bình cộng bao nhiêu đây? BC bình. Con thế sớ rồi. Vậy này chính là bằng 2A bình. Vậy từ đó con suy ngay là AC chính là bằng A căn mấy đây? A căn 2. Còn góc này 30 độ, góc này 30 độ. Vậy sử dụng là tan. Tan 30 độ thì sẽ bằng là đối là A phẩy. Và mình chia. Mình chia cho kề là chia cho AC. Vậy từ đó con chốt ngay là A phẩy sẽ bằng gì? Là con lấy AC này này là bằng A căn 2 này. Con nhân với tan 30 độ là căn 3 trên 3 này. Tan 30 độ này. Để chia là căn 3 trên 3. Và con tính này ra bao nhiêu? Tính ra bao nhiêu? Con tính ra bao nhiêu? Đó chính là bằng căn 6 phần mấy đây? Phần 3, A căn 6 phần 3. Rồi, vậy có được chiều cao và thông tin đủ vẻ thể tích sẽ bằng chiều cao là A phải là A căn 6 phần 3 nhân với cái diện tích đáy là bằng A bình trên 2. Vậy đáp số chính là bằng A mũ 3 căn 6 phần 6. A mũ 3 căn 6 phần 6. Và em chốt đáp án chính là câu gì đây? Cục D. Cục D. Ok nha. Đó, lại một câu nữa liên quan đến góc đường mặt. Được chưa? Rồi, tiếp tục. Tiếp tục câu số 8. Và mình xem câu 8 nói cái gì nào. Mình xem câu 8 nói cái gì để mình cùng nhau hỗ trợ xử lý bài này. Được chưa? Thì câu số 8 nào. Rồi, câu số 8. Em đọc kỹ cái đề nha, đọc kỹ cái đề rồi xử lý. Câu số 8. Rồi. Cứ chịu khó. Em học online có một cái lợi thế là cái video có sẵn rồi. Hôm nay em coi xong em đấy em thể coi lại hoặc là em ôn thường xuyên được. Được chưa? Nó là cũng là cái lợi của online. Đọc thông tin và lấy từ khóa gọi lăng trụ đứng. Đấy là tam giác cân. Cân mà không nói cân tại đâu nhưng thế này là AB bằng AC chứng tỏ cân tại A. Góc này 120 độ. Góc giữa đây, mặt phẳng đáy, một góc là 30 độ đây. Mặt phẳng đáy tạo với một góc này. Tìm thể tích của khối lăng trụ. Ok. Rồi, thầy sẽ vẽ cái hình lăng trụ đứng các bạn nha. Lăng trụ đứng. Rồi, các bạn coi này, coi thầy vẽ cái hình này xử lý này. Cái bài này là vì cái góc BAC 120 độ thầy vẽ hình hơi hơi khác bình thường xíu nha. Hơi khác một xíu để con dễ quan sát. Được chưa? Đây chính là A phẩy, B phẩy, C phẩy. Đây chính là A, B và C. Ok ha. Góc này 120 độ, hai cái này bằng nhau cùng bằng A. Ok. Rồi, vậy thì bây giờ là đặt vấn đề. Cái thể tích lăng trụ này bây giờ phải tìm hai thứ về chiều cao với diện tích đáy. Chiều cao là khả năng mình là chọn A phẩy. Còn đáy chính là diện tích của tam giác ABC. Đã đi tìm hai này ha. Thì bây giờ tìm cái diện tích đáy tìm như thế nào? Thì mình thấy là cái tam giác ABC là cho hai cạnh với góc xen giữa. Thì lập tức gặp này rất nhiều rồi. Lập tức như thế ngay là diện tích tam giác ABC sẽ bằng gì đây? 1 phần 2. Có hai cạnh và góc xen giữa. Thì bằng 1 phần 2 là tích hai cạnh. Là AB nhân AC nhân với sin góc xen giữa là sin góc BAC. 1 phần 2 tích hai cạnh nhân sin góc xen giữa. Vậy con thế số đó. BA thay bằng A. AC thay bằng A. Này là sin 120 độ. Mà bấm máy tính đi. Nhẩm thuộc luôn cũng được. Không thì bấm máy tính nếu nó quên. Con đừng có chủ quan. 120 độ. Là bằng căn 3 trên 2. Vậy này chính là bằng này. A bình trên 2 này. Sin là bằng căn 3 trên 2. Tóm lại là bằng A bình căn 3 chia mấy đây? Chia 4. Ok, chỉ 4. Thì bây giờ nha, các bạn tập trung tìm cái đường cao là mình xong. Thì muốn vậy mình xử lý thông tin góc giữa A, B phẩy, C phẩy.
A, B phẩy C phẩy với mặt phẳng đáy là góc nào? Rồi. Thì cái bài này thầy xin phép nha, do đề bài nó là góc giữa A, B phẩy C phẩy nên thầy cho thầy đổi lại cái hình này xíu này, đổi lại cái tên xíu. Tức là phía trên này chính là ABC, phía dưới này chính là A phẩy, B phẩy và C phẩy. Được chưa? Đó, thì đổi lại cái tên gọi một xíu nha. Ở dưới là A phẩy, B phẩy, C phẩy, ở trên là ABC. Đó, vậy thì bây giờ là này. Mặt phẳng A, B phẩy, C phẩy, mình vẽ cái hình đã đi. Mặt phẳng A, B phẩy, C phẩy. Mặt phẳng nào đây? A đây, B phẩy, C phẩy là A, B phẩy nối lại. Nối A, C phẩy là nè. Được chưa? A, B phẩy, C phẩy với mặt phẳng đáy. Đáy thì mình chọn thế là mặt phẳng A phẩy, B phẩy, C phẩy. Thì đây chẳng qua là câu chuyện góc giữa một cái mặt bên với mặt đáy. Cái mặt đáy ở đây mình chọn nha. Cái mặt đáy đây là mình chọn chính là mặt phẳng đây. A phẩy, B phẩy, C phẩy. Được chưa? Và cái mặt phẳng là A, B phẩy, C phẩy. Thì để tìm góc mặt bên mặt đáy thì rất nhuyễn rồi. Là các bước làm sao? Em còn nhớ hay em đã quên? Đó là các bước em làm sao ta? Có phải bước 1 con phải tìm đường giao đây, đường giao tuyến, đường chung đó. Thì trong bài này cái đường chung chính là B phẩy C đây, B phẩy C phẩy. Được chưa? Rồi sau đó từ chân đường cao là chính là từ A phẩy này, con hạ một cái đường vuông góc, con hạ đường vuông góc xuống là A, là A phẩy H. Con hạ A phẩy H này từ chân đường cao là A, A phẩy H. Vuông góc với B phẩy C phẩy. Rồi con nối, con nối A phẩy với điểm H đây. Được chưa? Thì lập tức con có được góc, chính là góc này. Góc này này. Đó, góc này này. Đó, chắc chắn các bạn nha. Và thì từ cái thông tin bài toán mình có thông tin kế tiếp là góc A H A phẩy thì góc này sẽ bằng bao nhiêu độ đây? Bằng 30 độ. Được chưa? Rồi. Thì bây giờ mình lại xử lý. Mục tiêu là đang tìm A phẩy. Thì chắc chắn là con để ý này, cái tam giác nè, tam giác A, A phẩy, H là sẽ vuông tại A phẩy. Và bây giờ mình sẽ dùng, sẽ phải đi tìm A phẩy H trước. Thì bây giờ con sẽ phải đi tìm A phẩy H. Mà A phẩy H là đường cao của tam giác. Thì thầy lại, bài này khá hay. rất nhiều cách. Có thể con coi những video trước con xử lý rồi đó. Để giống giống bài phía trước thôi. Nhưng bây giờ thì xử lý một cách mới nha. Do cái đáy là tam giác cân tại A phẩy, là A phẩy B phẩy bằng A phẩy C phẩy, mà cái góc A phẩy này bằng 120 độ này, 120 độ thì dẫn tới mỗi góc còn lại này là mỗi hai góc này bằng nhau, lên mỗi thằng này sẽ là bao nhiêu đây, là 30 độ. Nhắc lại, tam giác A phẩy B phẩy C phẩy là tam giác cân tại A phẩy, góc A phẩy 120 độ thì dẫn tới là hai tổng hai góc còn lại này, tức là góc B phẩy với góc C phẩy là cộng lại là 60. Mà do hai ông góc B phẩy và góc C phẩy bằng nhau, tức là hai góc này mỗi thằng sẽ là bao nhiêu đây, 30. Thế là em thấy ngay nha. Thông tin tiếp theo là mình có ngay là góc A phẩy B phẩy C phẩy, góc này sẽ bằng 30 độ. Thì lập tức lúc này con để ý cái tam giác A phẩy H B phẩy góc này 30 độ. Được chưa? Con có được thằng A phẩy B phẩy là bằng A rồi. Vậy lúc này là con có cạnh huyền tìm đối, con dùng sin đây, sin góc A phẩy B phẩy H. Đấy, con nhìn trên hình thầy vẽ ghi góc, con nhìn hình này, A phẩy B phẩy H sẽ bằng đối, đối là A phẩy H chia cho huyền, là đối trên huyền là bằng A phẩy B phẩy. Để chia, tại vì tam giác này mô tại H mà, đấy, mô tại H đó, tại mình đó thế thế thôi thôi. Vậy suy ra là A phẩy H sẽ bằng cái gì? Là A phẩy B phẩy sẽ bằng A. Còn nhân với sin này, sin sin 30 độ này. Này là sin 30 độ. Đấy. Sin 30 độ thì bằng 1 phần 2. Vậy tóm lại là thằng này chính là bằng A trên 2. Được chưa? Rồi. Vậy có được A phẩy H A trên 2 rồi thì cái lúc này con để ý. Mình lại dùng tan của góc A H A phẩy. Tan góc A H A phẩy. Thì bằng đối. Đối là A phẩy, còn trên kề chính là A phẩy H. Vậy từ đó mình suy được ngay là A phẩy sẽ bằng cái gì? A phẩy H có ở trên R là bằng A trên 2.
nhân với thế này là tan khoảng 30 độ. Tan 30 độ là bằng căn 3 trên 3. Này, không tin thì bấm lại này. Tan 30 độ bằng căn 3 trên 3 chưa? Đó, căn 3 trên 3. Vậy cái này chính là bằng A căn 3 phần mấy đây? Phần 6. Hiểu chưa? Vậy lúc này mình chốt, thế số thôi. Cái đường cao là A căn 3 phần 6. Cái diện tích là bằng A bình căn 3 trên mấy đây? Chia 4. Và thu gọn lại. Thu gọn lại. 3, 6, 2 là bằng A mũ 3 chia 8. A mũ 3 chia 8. Và các bạn chốt đáp án. Chốt đáp án chính là cục B. Cục B nha. Cục B. Ok chưa? Rất khó các em nha. Nếu chưa hiểu lắm thì coi đi ra lại mấy lần như thầy. Đừng ngán, đừng ngại. Coi lại nhiều lần. Được chưa? Để tiếp tục. Tiếp tục câu số 9. Tiếp tục câu số 9. Tiếp tục câu số 9. Và mình xem câu 9 nó nói về cái gì thì mình xử lý nó gọi. Được chưa? Tiếp tục câu số 9. Ha. Rồi, câu số 9. Đọc, em đọc đề bài đi. Trên tường đọc đề bài thầy đi. Rồi, đọc đề bài chúng thầy. Rồi, câu số 9. Đọc đề bài lấy từ khóa coi. Năng trụ đứng. Đấy là hình thoi. Cạnh bằng 1. Bằng 1, góc này 120 độ. Góc giữa đường thẳng AC phẩy bằng phần này này bằng 30 độ. Tính thể tích ở khối năng trụ, tính thể tích ở năng trụ. Ok. Học kỹ đề bài ha. Rồi tiếp tục câu 9. Rồi, câu 9. Ok. Thể tích bắt đầu đặt vấn đề trước đã. H với diện tích đáy. Rồi vẽ hình. Vẽ hình nha. Để cái hình này chua phết chúng ta. Đấy là hình thoi. Thì con cũng vẽ thành hình bình hành đi. Đúng không? Cũng vẽ thành hình bình hành. Ok. Ok, thôi tương đối thôi nha, tương đối thôi, tương đối thôi. Thầy để làm trắc nghiệm là không quan trọng. Ok, A, B, C, D. Cái này chính là A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Ok chưa? Hình thoi cạnh bằng số 1, cạnh bằng số 1, cạnh bằng số 1, góc BAD, góc B là góc này này. 120 độ, ok. Vậy thì cái đường cao trong bài này mình chọn là thằng A phẩy, còn đáy là diện tích hình thoi. Thấy chưa? Này một luôn. Rồi, bắt đầu này, thầy sẽ xử lý từng món một nha. Bây giờ thầy lại làm cái diện tích đáy trước. Là các bạn đi tính diện tích hình thoi trước. Diện tích hình thoi bằng cái gì? Thì quan sát trên hình. Lại nhìn này, công nhận này. Diện tích hình thoi có bằng 2 lần diện tích của tam giác ABD. ABD, thấy chưa? Diện tích của cái hình thoi bự là ABCD thì bằng 2 lần diện tích tam giác ABD. Ok chưa? Nó đó. Nó đó như ta nhìn nữa. Rồi, mà cái tam giác ABD thì có hai cạnh và góc xen giữa thì giống công thức lúc nãy chỉ với trên á, bằng 1/2 tích hai cạnh là AB nhân AD nhân với sin góc xen giữa là sin góc BAD. Được chưa? Là sin góc BAD. Đó, coi đi. Số 2, số 2 là mất thế rồi, còn AB thêm một số 1, AD thêm một số 1, cái này là sin 120 độ. Sin 120 độ chính là bằng căn 3 trên 2.
103/2. Được chưa? Vậy là xong. Rồi, vậy thì bây giờ làm sao tìm được AA phẩy? Thì chắc chắn con phải xử lý cái thông tin còn lại là góc giữa đường AC phẩy mặt phẳng này. Đó, và thầy sẽ nối cái hình con coi ha. Góc giữa đường AC phẩy, AC phẩy là điểm A nó là góc này. Là AC phẩy. Với cái mặt phẳng là A A D này. Thì nối lại cái mặt thì con nhìn luôn như thế này, cái mặt màu vàng này, thầy cho nó nổi mặt lên. Được chưa? Con nhìn thấy cái mặt này không này? Đó, như là cái mặt gì? Góc với cái đường AC phẩy, góc với cái đường AC phẩy, AC phẩy với cái mặt là A D D phẩy A phẩy là cái mặt màu vàng á. Được chưa? Là góc nào? Là góc nào? Đó, là góc nào? Cần phải khó nha, khó nha các bạn. Bạn vẽ cái hình như thầy gọi. Vẽ hình phương pháp gọi. Thì em quan sát đây. Cái đường AC phẩy, đây là cái mặt phẳng này đây. A D D phẩy A phẩy. Đó. A D D phẩy A phẩy. Rồi. Thì điểm bước 1 tìm điểm chung trước đi. Điểm chung của AC phẩy với cái mặt phẳng là A chính là điểm A này. Chính là điểm A nha, và góc sẽ nằm A, phải xóa cho A đi. Còn lại cái điểm C phẩy đây. Bây giờ cái quan trọng nhất là cái đường này. Cái đường này sẽ kẻ từ C phẩy mà là vuông góc với mặt phẳng. Đó, vuông góc với cái mặt phẳng là AD D phẩy A phẩy. Cái đường nào đây? Đường nào kẻ từ C phẩy vuông góc mặt phẳng AD D phẩy A phẩy. Được chưa? Cái đường nào? Đó. Thì cái bài này em nhìn đây, thì nối hai cái con thoi lại. Và em lưu ý đây cái đáy của mình là hình thoi các bạn nha, nên là mấy góc A phẩy này, D phẩy, C phẩy vậy không vuông các bạn nha, không vuông các bạn nha. Vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ từ C phẩy này? Đó. Làm sao giờ từ cái C phẩy này mà kẻ được cái đường mà vuông góc với cái mặt màu vàng là AD D phẩy A phẩy. Được chưa? Vậy thì trong cái bài này mình sẽ sử dụng một cái chiêu gọi là cái kỹ thuật kẻ một nét á, cái vẽ một nét. Cái chiêu là vẽ một nét á, các bạn sẽ vẽ được. Được chưa? Đó, vẽ một nét để mình xử lý bằng này hơi ngon. Ha, và cụ thể như sau này. Vẽ như sau các bạn nha. Là con để ý sẵn này. Là cái đường DD phải của mình này, nó vuông góc với cái đáy trên rồi, thì mình làm vậy thôi. Là cái chiêu là vẽ một nét này. Thì nếu bạn nào chưa rõ thì các con cứ coi lại cái chuyên đề là hình chiếu với khoảng cách đó. Hai cái chiêu thức là vẽ một nét với vẽ ba nét đó, hai cái chiêu cực kỳ hay. Thì trong bài này ha, các bạn làm đi thôi. Là từ C các bạn kẻ đó, cái đường thẳng C phải H. Từ C các bạn kẻ C phải H này, các bạn kẻ C phải H. Được chưa? Vuông góc với A phẩy D phẩy. Được chưa? Kẻ C phẩy H vuông góc A phẩy D phẩy. Lập tức mình chứng minh được ngay là này, là CH C phẩy H vuông góc A phẩy D phẩy, C phẩy H vuông góc D D phẩy. Có được hai đường chưa? Nhắc lại, kẻ C phẩy H vuông góc A phẩy D phẩy. Lập tức mình có C phẩy H vuông góc A phẩy D phẩy, C phẩy H vuông góc D D phẩy. Công nhận chưa? Vậy suy được ngay nó vuông góc với cái mặt A, C phẩy H vuông góc mặt A D D phẩy A phẩy chưa? Rồi, con nối lại. Được chưa? Và góc cần tìm con góc nằm này, nó này. Đó, là góc C phẩy AH. Là góc C phẩy AH. Đó, thì nối lại. Rồi, góc C phẩy AH nha các bạn. Được chưa? Là góc này. Thằng này sẽ buồn. Ok, để cách làm xong rồi con nha. Đây, để cho màu khác anh con lấy hình dung này.
Rồi, con hạ C phẩy H vuông góc A phẩy D phẩy. Được chưa? Thì lập tức lúc này con suy được cái gì? Con suy được cái gì? Là cái góc C phẩy, góc C phẩy AH, góc này sẽ bằng bao nhiêu độ đây? 30 độ. Rồi, sẽ bằng 30 độ. Ok, bằng 30 độ nha. Bây giờ nhiệm vụ của mình là sẽ vẫn đi, còn vẫn đi tính đường A phẩy này, tính đường A phẩy. Được chưa? Tính đường A phẩy. Thì con sẽ để ý thấy như vậy. Cái để ý thấy như vậy ha. Cái góc này này, bắt đầu nhìn nhìn này, gợi ý này, góc này 120 độ. Thì góc này sẽ là 120 độ, dẫn tới là cái góc này sẽ là 60. Góc này sẽ là 60. Tại vì trong cái hình thoi thì cái đường chéo chính là cái đường phân giác các bạn nha. Góc này bằng 60 luôn, góc này bằng 60 luôn. Dẫn tới là cái tam giác A phẩy C phẩy D phẩy. Các bạn để ý một kết quả là cái tam giác A phẩy C phẩy D phẩy là tam giác đều. Chưa? Cái tam giác A phẩy C phẩy D phẩy tam giác đều. Vậy chứng tỏ C phẩy H chính là đường cao của tam giác đều. Vậy là nghĩa là trong bài này cái điểm H của mình cũng chính là trung điểm của dây. Trung điểm của A phẩy D phẩy. Được chưa? Là trung điểm A phẩy D phẩy. Ok. Đó. Vậy thì bây giờ là mình sẽ để ý ngay. Là con hoàn toàn tìm được xét dễ là về C phẩy H của mình đó. Chính là đường cao của tam giác đều. Và chính là bằng cạnh căn 3 chia 2, cạnh là số 1. Là bằng căn 1 căn 3 chia 2 là bằng căn 3 trên 2, nghĩa là C phẩy H căn 3 chia 2. Lúc này sử dụng, tức là mình có ngay là C phẩy H của mình này. Đây là bằng căn 3 trên 2. Bây giờ mình sẽ đi tìm gì đây? Đi tìm được cái đường gì đây? Mình sẽ đi tìm được cái đường là A phẩy C phẩy á. Đấy. Đấy. Cho dễ. Tìm được cái đường A phẩy C phẩy. Mà cái này các bạn sử dụng tam giác làm vuông đây. Tam giác làm vuông này, H là chưa có ngay này. Có ngay nhìn này. Dùng sin. Đó. Sin 30 độ. Sin góc này 30 độ. Là sin 30 độ. Là sin góc này này 30 độ. Bằng đối. Đối là C phẩy H. Chia. C phẩy H chia cho A. C phẩy. Rồi AC phẩy. Vậy từ đó tụi con suy được ngay là C AC phẩy. AC phẩy sẽ bằng gì? Có phải lấy C phẩy H là bằng căn 3 chia 2. Các bạn chia sin 30 độ là chia 1 phần 2 ở đây. Được chưa? Vậy cái này chính là bằng căn mấy đây? Bằng căn 3. Đó, vậy mình có ngay được AC phẩy bằng căn 3. Và A phẩy C phẩy thì cũng bằng số 1 này. Nhớ này. A phẩy C phẩy bằng số 1. Còn AC phẩy thì bằng căn 3. Và thầy đố các bạn biết cái tam giác A phẩy C phẩy, tam giác này vuông đâu đây? Vuông tại A phẩy. Đúng chưa? Thì mình có ngay. Lúc này A phẩy bình phương sẽ bằng gì? AC phẩy bình phương trừ đi. Trừ đi là A phẩy C phẩy bình phương thế số vào. A C phẩy thì bằng căn 3 là bằng 3. Trừ đi trừ số 1 là bằng 2. Vậy tóm lại là A phẩy của mình thì chính là bằng căn mấy? Căn 2. Vậy từ đó mình có ngay là thể tích V. Cái này sẽ bằng cái gì? Là chiều cao là bằng căn 2, diện tích đáy là bằng căn 3 trên 2. Đáp số chính là bằng căn 6 phần mấy là phần 2. Và đáp án của mình chọn ngay là câu gì? Là câu C. Được chưa? Chọn ngay là câu C. Đó, một bài khá thú vị các bạn nha. Đó là câu 9. Là khó đó, khó, khó có tư duy về góc. Được chưa? Rồi. Tiếp tục. Câu số 10. Tiếp tục câu số 10. Tiếp tục câu số 10.